Hello everyone, nice to see you again. Today we continue English in grade 7. Unit 7, getting ready for school. Bạn sửa sửa đấy. Nên tặng ổn khí, ngày nay dương bật tò mê riêng tì bàm pì. Vì sao anh lấy thả tì bàm pì rồi bởi dương, nên mình chùm nón dương thả. Riêng luôn, xâm rập tới xà là riêng. Phát xì. Ok, please open your book all together. Turn to page 48. Chúng xong bác sẽ phải rồi bọn những học này từ tầm bộ thì sai sắp rộng bày. Today we study section C, Grade Day. Và thầy này dừng riêng ông phí. Chúng nói tìm rộng, chúng nói C, ngay đỡ ổn trả. Ok, on page 48, C number 1. Và chúng nói tầm bộ thì sai sắp rộng bày xong mơ chúng nói lệch mũi. Can you remember the ordinal numbers? Ta nên nói chọn chăm lũng đập này chúm nguồn đài rửa tế. Order and write them in the full form in your notebooks. Khi áo dân riêp lũng đập này chúm nguồn hai thật xê chúm nguồn chô khnông tùm rộng bình chô khnông sắp hơi thật xê rồi bỏ nè. Ok, you see all together. This are short form of ordinal number và trên tầng ổn cứ chỉ tùm rộng lấy này chồng nguồn. Ok, please write it in full form and write them in your notebook. Chúng ta ở dưới xe chỉ tùm rộng bánh hay xe chụp nóng dự phơi rộng xe rồi bọn này. Ok, đó, look all together. First, second or first tí mũi. Second, tí pí. Third, tí bầy. Fourth, tí bún. Fifth, tí prám. Sixth, tí prám mũi. Seventh, tí prám pí. Eighth, tí prám bầy. Ninth, tí prám bún. And tenth, tí đọc. Okay, now read again. First, the can. Third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Okay, chúng chấp pi chấm nồi tì mũi rồi hốt đôi chấm nồi tì bấy cái dừng an thọ mặt đà. Phần ta chấp pi chấm nồi tì bún. Chấp pi lùm đạp tì bún mà. Cứ miên xùm lên, thì ếch hàng chân cứ xùm lên. Sa nó thằng chồng nè bạn. Ok, continue to number 2 altogether. Ở lên dừng bắt to từ chùm nơi tí bí từng ổn khí. Ok, number 2. Tab script 3.7.4. What does Bopha do on Sunday? Bạn ta Bopha vừa vấy nơi rõ nơi thằng ngày ạ tịch. Listen and order the pictures. Use first the can third. Và chân kia ao dương đáp hai nâng riêp lũng đáp rụp hiếp đòi prá chùm nội tí mũi, tí pí, rồi cơ tí bầy. Okay. Now listen to the script altogether. Ta dương đáp tới xâm lên ọc ní. But read and translate with me. Và chân xung án hay nâng bỏ prai cho mình chung phong nế. Test script 3.7.4. Bopha's day. Và ngay rồi bỏ Bopha. Bopha. Hi, I'm Bopha. Và xuất đấy khi mình chung Bopha. On Sunday, I get up at 9. Và nơi thằng ngày ở tất khi mình có bị đếch nơi mong bỏ buồn. Ho ho, very late. Then I have breakfast with mom and dad. បន្ទាប់មកខ្ញុំមកហូបអាហារពេលព្រឹកជាមួយនឹងអ្នកម៉ាក់និងលោកប៉ារបស់ខ្ញុំ. After that, mom and I go shopping. បន្ទាប់មកម្ដាយខ្ញុំនិងខ្ញុំទៅដើរទិញអីវ៉ាន់នៅផ្សារ. We go to the shop together and buy everything we need. Dương tư xa từ ngọt ní hay rô tinh như vậy để dương tư cả. We buy food and some clothes.
Ba dương tinh chấm này ha nâng xâm lệ bằng biệt khá khá. Then I swim in the river with my friends. Và tổ mốc chúm hai tật lê nâng khá nông tình lê chúm mươi nâng mật thịa bọc nhóm. We usually have lunch there. Dương tay ta hộp à hát ngày trăng nơi tì nu. We go home at 3. Bà dương tờ tiên nơi mong bấy. I watch TV and then have my mom cook dinner. Bà dương mơ tù rụt tù. Hai bà tọp mốt chùi mặt ai đã bọc nhóm cho mình à hát bè là nhiệt. And now, it's time, it's dinner's time. Giảm giảm giảm. Bà hai ở lần này vì cứ chụp bê là hộp hai bê là nghị chữ hai. Chẳng chẳng chẳng. Ok, now read again. But not translate là dừng ăn một đoàn tiết và tay dừng ăn bỏ bài đi nè. Bopha stay. Bopha. Hi, I'm Bopha. On Sunday, I get up at 9. Then, I have breakfast with my mom and dad. After that, mom and I go shopping. We go to shopping together and buy everything we need. We buy food and some clothes. Then I swim in the river with my friends. We usually have lunch there. We go home at 3. I watch TV and then have my mom cook dinner. And now it's time to eat dinner time. Yum, yum, yum. Okay, after you listen to the script and see the picture above, Bopha, can you order the picture by use first, second, and third? Chẳng bật tỏ bình thường như bạn sẽ làm. Hai nâng mơ rụp hiếp ở bình Bopha hai, ta nên hôn này ai chỉ rịp lụng đạp này rụp hiếp rồi có đạp. Đã lụng đạp rồi rụp hiếp đại pra tìm mùi tìm bì tìm bạn đại rực tế. Okay, now check your answer. Là dừng cái nét mà chấm lại được bao dưỡng. Okay, which one? Okay, this picture is first. Bà sẽ mở đọc rụp hiệp này cứ tì mùi nhé. Kì bạp như ngay. Second. Okay. Bopha and her mother go shopping. Chứng rụp tì bí cứ, rụp đọc tì bí cứ sụp Bopha nâng đài đã bỏ quát phương đồng ná. Từ xa, từ nhị vắn. Third, she swim in the river with her friend. Tị bấy, cứ niên hai tật lê nè, khăn tật lê chứ mình hiện là bỏ niên. And four, she have lunch at the river. Bà chân niên hộp hạt ngày trắng nơi ai mọt nơi tại ai tật lê nè. Bà, bây giờ lại niên hai tật lê nè. Fifth, she watch TV. Bà chân tì prám cứ niên mơ thủ tú. Six, she have her mother cook dinner. Bà tì prám mũi cứ niên chùa một ai đó bỏ niên chùm ăn hà bê lĩnh nhịt. And seven, she have dinner. Bà chân chùm mơ tì prám pí cứ niên hộp hà bê lĩnh nhịt. Bà này thà bê chụp hơn nè. Okay. Now answer, read the answer again. Là dừng ăn chùm lại và dừng đoàn tiết. Number 2, tape script 3.7.4. What does Bopha do on Sunday? Listen and order the pictures. Use first, second, and third. First, she have breakfast. Second, she and her mother go shopping. Third, she swim in the river with her friends. Fourth, she have lunch at the river. Fifth, she watch TV. Sixth, she have her mother cook dinner. Seventh, she have dinner. Okay, how about your answer? Maybe it's correct altogether. Bà, chúng ta thân thao chúng ta lại bỏ nhé. Cứ trầm trời thằng ngọt nhé. Okay. Goes to number 3. Ta dương tay cho mọi chị bấy. Okay, number 3. Write about Avon's day. Use the pictures to help you. Bà sẽ xế ông bì
ngay là bỏ ả vốn đòi pra rụp hiếp đồ mây chùi nè. Example, hi, I'm ả vốn. Every day I get up at 10 a.m. Ok? First, second, third, fourth, fifth, and sixth. Please write about our days by yourself. Okay, are you ready? Check your answer with my ID. Và lời ní dương tìm cơ tìm lái cho mươi nâng dự bỏ đọc chồng nít. Only my ID. Và ní còn đây dự bỏ đọc chồng tí. It's not right all. Bà vì mình trời tưởng hay nè. Ok. Example. Hi, I'm Avon. Bà xuất đấy chấm chấm mùa Avon. Every day I get up at 6. Bà gọt ngay chấm gọt bị đẹp nhằm mong bà muối. I do not brush my teeth because I don't have any. Khiếm mình đã đồ thầm mình bọc chấm tế vì bước chấm ọt mình thầm mình tế. Then I play with my egg. Tập mốc chung lên chỉ mươi nâng phương rồi bọc nhóm. After that, I have breakfast and fly to Bopha's house. Tập bí nốt chung hộp à hà bí bật. Hai, hà tự tiết bộ Bopha. Bopha and I, we are friends. Và chung nâng Bopha cứ chỉ mật phía chung mươi nha. Sometimes I sing a song. Bê khlác chung chung riêng chung riêng. And sometimes I ask her some questions. Bê khá lạc nhóm xu niêng bà xu tư bộ phà nâng. Xu niêng nâu xùm nua khá lạc lạc. I read books before I go to bed. Khiêm an xếp hớt. Muốn bê được nhóm tiêu lợi đề. Oh, my wife is calling me. Goodbye. Oh, bà bôn bọc nhóm cơ phông tài hào khiêm hai. Listen hai. Okay. How about your answer? Bà chẳng bạch hai chẳng lại bà nhẹ ngọt ní. Ok, now read again about Avon's day. Write about Avon's day. Use the pictures to help you. Hi, I'm Avon. Every day I get up at 6. I do not brush my teeth because I don't have any. Then I play with my egg. After that, I have breakfast and fly to Bopha's house. Bopha and I, we are friends. Sometimes I sing a song and sometimes I ask her some questions. I read books before I go to bed. Oh, my wife is calling me. Goodbye. Okay, continue our lesson. Tới bà con mình đến bao Congratulations. Bà xôm ở Osato. You finished unit 7. Take the thing you can do. Bà xôm ông ông sato. Nị ban bình chọc mê riêng đi bằng pi 2. Cú sĩ nhá thích. Nơ ở vấy để nị ai thử bàn. First, I can say what I do every day. Chúng ai định gì nơ ở vấy để chúng ai đợt chúng bàn phứ rớt ngày. I can tell the time. Chúng ai prap ông pi pê về lý. I can say some ordinal numbers. Khiêm ai định gì? Ông P lùm đáp lệ khá khá. It's important. First, they can. Third, I can listen to people talking about what they do every day. Khiêm ai gì? Khiêm ai đáp mà nụ? Gì ông P ở vây đẹp bộ kê thứ rồi ngày. Okay. How many sentences you can do it? Ba ta min praman prayok da ni ai thoe ban. Okay, please take by yourself. Okay. Thank you for your practice English with me today. English in grade 7 unit 7 is finished. Please like and comment if you have something you want to ask me. For next video, English in grade 8, unit 6, traveling to grandma's. Và sau rap mê rin krai, cứ video krai mê rin tì pram, phía sau lê thả tì pram bay, mê rin tì pram mối, ca thuận đồng ná, từ
lên chỉ mùi nâng chỉ đồn đấy bà. Goodbye, see you next video bà.